Chào mừng cô chú và anh chị đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là một số cây sứ ghép ha. Cái hàng này em gửi đi là hai cây trở lên mới gửi nha cả nhà. Rồi mình có cây số 1, ghép màu tím than hoa cánh kép, cây ba bo, vô chậu xây chín, đang nụ nè ha. 80.000. Số 2, quyết thắng. Quyết thắng mình 5 bo, 150 vô chậu 10. Đây mình xem cây chậu 9 với cây chậu 10 kế bên này ha. Tiền nào của đó ha cô chú và anh chị. Cây 80 với cây 150 đó. Rồi số 3. Cây ghép hai giống Kiều Diễm, ba lớp màu hồng, cánh viền. Và ghép cái tầng cao này là Ngọc Ngân nha. Cây dạng lá màu, hoa nó 5 cánh thôi. Rồi cây này 5 bo 120.000. Số 4. Long Thành Enchasin hai giống. Có bo Xuân Phúc nữa nha. Cây này ba giống luôn, Long Thành Enchasin Xuân Phúc. Cây vô chậu C10, 6 bo, cứng chậu 10 luôn nè, củ to cứng chậu 10. 160.000. Số 5. Yến Nhi Chính, 7 bo, 160. Đây, củ cũng chật chậu luôn ha. Củ này nhìn cơ bắp á. Yến Nhi Chính. Trong clip này là cây toàn bộ đang nụ không ha. Nếu mà cô chú và anh chị mình mua mà đi bằng xe, mình không có nhổ chậu ra, mình để á, mình để vận chuyển nguyên chậu là về mình chơi Tết được luôn ha. Nếu như mình đi xe ở gần. Rồi số 6, Long Thành, ba lớp màu đỏ nè. Cây vô chậu 10, 8 bo, 160. Số 7, Kim Lân với lại Tân Thành, hai loại hoa màu đỏ, mỗi hoa mỗi nét không giống nhau nha. Cây 7 bo, 130. Củ khoảng 2 gân rưỡi, tay mình vòng lại. Số 8, Hot Girl, hai lớp màu đỏ. Hot Girl 7 bo, 130. Số 9, ghép Tân Thành, ba lớp màu đỏ, Ngọc Băng, ba lớp màu trắng, Kim Lân, ba lớp màu đỏ, có lem trắng. Cây 9 bo, 130. Cây ba giống. Rồi số 10, Hiệp Thành, 7 bo, 120. Số 11 là cây Tuệ Đỉnh. Giống Tuệ Đỉnh là có hương thơm ạ. Cây mình ghép 9 bo, đang nụ. Củ cơ bắp, củ vô cứng chậu C10 luôn, 170.000. 12, Cung Điện, 7 bo, 150. Chặt chậu 10. 13, Kiều Diễm, ba lớp màu hồng, cánh viền trắng, 5 bo. Củ vô cứng chậu 10, 140. 14, Minh Hoàng, hai lớp màu vàng. Minh Hoàng 6 bo, 150, chậu C10. 15, Thần Tài 5 cánh, 6 bo, 160, chậu C10 luôn, cứng chậu 10. 16, Tân Quý, 5 cánh màu đỏ hồng trắng. Cây 6 bo, 150, chậu C10, chặt chậu. 17, An Lạc, 6 bo, 160, chậu C10. 18, Minh Thi 12, 5 bo, 140, chặt chậu 10 luôn, củ cây thân tím hết. Giống này có hương thơm. 19, Vân Huế 7, một giống cực kỳ xuyên nụ luôn à. Đây mình nhìn nó ha. À có ghép bo rồng đen đây nữa này nha. Có lộn vô bo rồng đen nữa. Và như màu hồng với màu đỏ. 6 bo chậu C10 150. Một nửa bên đây màu đỏ, nửa bên kia màu hồng, cây hai màu. Rồi 20, Long Thành 2. 6 bo, củ cơ bắp, chặt chậu 10 150. 21, Hương Hạ màu vàng, cánh viền 6 bo, 120. Củ cỡ khoảng 2 gân rưỡi, tay mình vòng lại. 22, Kim Lân Ngọc Băng trắng với đỏ, 6 bo, 140. 23, Reti màu vàng, cây 4 bo vô chậu 10, củ cơ bắp. Cái củ này có một nhánh nó bị cái sẹo, nó có cái lỗ nè. Cái lỗ này đau hồi nhỏ nha, nó đã lành rồi ạ.
Rồi 101 chậu C10. 4 bo. Rồi 24 Blue Boy. 10 bo. 103. Củ cỡ bàn tay mình xè rộng ra. 25 cẩm chướng 7 bo. 102. Củ bàn tay mình nha. 26 tiếp một cây cẩm chướng nữa, 7 bo, 102 luôn. Củ này nhìn cơ bắp hơn, tượng ngắn mà cơ bắp hơn. 27 tiết nhiệt đới 5 cánh, giống này chuyển màu nè. Cây 4 bo, 102. 28 28 là ghép hai giống hiệp thành, màu 3 lớp vàng cam có sọc. Còn cái tầng chính giữa, tầng cao này lên đó là ngọc ngân nha. Chơi dạng lá màu, hoa năm cánh. Cây 7 bo, 102. 29, ghép Zanda với sĩ thư 1. Cái giống Zanda, cái lá nó lúa lúa đỏ nè. Sĩ thư 1, 3 lớp màu trắng cánh viền. Cây này ghép 9 bo, 100 ngàn, củ tầm bàn tay mình. 30 cây giáng nằm ghép giống Blipprin 5 bo 100 ngàn. 31 khôi nguyên dạ khúc, khôi nguyên 3 lớp màu đỏ, dạ khúc 3 lớp hồng sọc tím. Cây này củ cơ bắp 8 bo 130 ngàn, vô chậu C10. 32 ruby hồng ngọc, ruby 5 cánh màu đỏ, hồng ngọc 3 lớp màu hồng, cây chậu C10 139 bo. 33 tiếp hai giống nữa, hồng ngọc, ủa xin lỗi, cẩm hồng, cẩm hồng 3 lớp màu hồng, Reti 3 lớp màu vàng có hương thơm, cây 6 bo chậu C10 130 ngàn. Rồi hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 33 cây ha. Em bán là không có bao ship nha cô chú và anh chị, cái giá báo đây là cây em bán thôi, phí ship là do người mua mình trả à. Cô chú và anh chị ai chưa bấm đăng ký kênh á thì mình hãy bấm đăng ký ha, để mỗi khi em làm cái video mới em đăng lên thì nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi á. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ hàng, em xin cảm ơn rất là nhiều.